đẹp á chị. Thì cái này là bị dính mây thôi. Không, nhưng mà đây là lần đầu tiên thẻ nhiều nha. Anh cũng lần đầu tiên. Con cũng lần đầu tiên luôn. Ngày trước anh tự làm nhưng mà nó không bay. Có, chào lá măng dày anh bậy đừng nha. Wow, cái chứ trong này chắc có sâu không á. Không có đâu. Thì đứng ở đây rất là hợp với bơ nhé. Bơ rất chi là nhiều quả. Hoa tiên nữ à, thì bài hoa tiên nữ. Yeah. Nào. Đâu đâu. Để này cầm cầm ở chỗ này anh chạy coi. Thử thử anh phải chăng cái gì giờ em ơi, anh có. Cầm cầm cây hai cây đó nữa. Cầm rồi khi mua anh quấn giấy ra luôn đi. Không, đưa ra. À, đúng. Chứ nó lỡ đưa ra nha. À. Đưa ra khi mua anh quấn là u lên nó u nha. À. Đưa ra. Được chưa? Rồi, anh cầm hai cái tay để chừng nó chạy. Em tin anh đó nha. Ok, rồi chạy đi. Em thử nghĩ sao mà đi buổi sáng mà xuống chưa có cơm mà đi như thế này mà ra xa như vậy. À, đi như thế này thì đâu có sợ bụng mà to đâu. Đúng thì như này đâu có sợ bụng đâu có mặc nổi đâu. Không mặc nổi luôn. Đẹp lắm. Nhà bán sữa TH thì vui chưa? Đâu, hiểu có thấy gì đâu. Đâu. Đâu, có thấy gì đâu. Kia kìa. Cái đây ấy hả? Đây nó. Em có thấy mấy cái nhà kia không? Đây thấy. Đó, nhà mày TH luôn. Ủa, nóng đi. Quẹ. Còn nó chích nó bây giờ đó. Mình phải chọc nó đi. Tao té đi. Mệt quá. Wow, giỏi á, leo lên tới đây là giỏi đó. Cái này hơi cái mỏng mày lắm á. Ôi thích quá. Đấy là có nghĩa là ngày trước là làm như này không á. Qua thì ngã nha. Em cầm chỗ cái dây này này. Đây này. Ôi thích quá chị. Bây giờ là mát như thế này thì bắt đầu đi làm về thì bắt đầu tắm rửa mới là ăn cơm thì đã khuya rồi, tối hôm nào cũng thế. Hầu như là thế. You are my everything.